Để mà hòa hợp với các cả thành viên cũ thì thật ra là em cũng mất không nhiều thời gian, bởi vì là em thì cùng tuổi với cả Yuri với cả Annie, là hai đứa, ba đứa gặp nhau một cái là cũng hiểu công việc của nhau là phải bây giờ phải bắt tay vào để mà làm một cái sản phẩm chung nhanh nhất có thể để có thể gửi đến khán giả, để đến fan của Libby. Còn với Rosie thì bởi vì là hai chị em lại cùng đến từ Hà Nội là cũng là rất hợp nhau, nên là cũng không mất nhiều thời gian để có thể hòa hợp với nhau để mà làm việc với nhau. Dạ, em xin trả lời tiếp câu hỏi của Alice ạ. Là vì trong cái thời gian mà tụi em bị tạm ngưng vì các bạn cũ rời khỏi nhóm, thì lúc đó là em với Annie rất là buồn. Tụi em cảm thấy là rất là lúc đó rất là mất phương hướng luôn. Tại vì mọi thứ nó đang rất là trơn tru, mọi người vẫn đi diễn bình thường luôn, thì đùng một cái là chị Na Hoa công ty thông báo là chị Na Hoa rời nhóm. Thì lúc đó em với Annie vẫn hoang mang nhẹ thôi, thì là tại vì trong nhóm vẫn còn ba thành viên là em với Annie và May. Thì ba thành viên tụi em vẫn đi diễn bình thường luôn. Và sau một thời gian cỡ một tháng, hai tháng thì May lại nói là May không tiếp tục ở cùng với tụi em nữa. Thì lúc đó là tụi em hoàn toàn suy sụp. Thì tại vì mình thấy các nghệ sĩ khác có những sản phẩm và mọi người hoạt động rất là nhiều, mình cảm thấy rất là chạnh lòng. Và em đã có ý định nghe nhóm là em cũng định nói, em tâm sự với bạn bè em rất là nhiều, là em nói thôi, chắc là tao không làm nữa, chắc là tao dừng ở đây kiếm một cái công việc khác tao làm. Ta cảm thấy mất phương hướng. Tự nhiên mình đang hoạt động như vậy, rồi bây giờ chỉ còn hai người thôi. Lúc đó rất là không biết phải nói sao. Nhưng mà em không có trách mấy và Na Hoan, tại vì em biết được cái hoàn cảnh của các bạn. Vì Na Hoan sức khỏe rất là yếu, cho nên là Na Hoan phải trở về hàng để trị bệnh. Còn May là May muốn một cuộc sống bình thường, May muốn chăm sóc cho gia đình của mình, thì tụi em vẫn đồng ý và chấp nhận. Và sau đó thì anh Thắng và chị Nhi cũng có họp lại với tụi em là thôi thì bây giờ mình cứ cố gắng thôi. Nhưng mà hơi một cái là trong quá trình đó thì em được chị Nhi và anh Thắng cũng cho đi, giống như là em tham gia phim và em được đi biểu diễn ở Nhật, giao lưu văn hóa với các bạn Nhật Bản và Việt Nam, được biểu diễn với các anh chị ca sĩ lớn giống như là chị Phạm Hà Anh, chị Bảo Thi và chị Văn Mai Hương. Thì lúc đó thì em cảm thấy vui lại và em cảm thấy không được, mình không thể nào mà mình bỏ được, nên là mình phải cố gắng thật là nhiều nữa. Và lúc đó thì Annie cũng tham gia những cái game show về âm nhạc và bạn đã được quán quân, thì lúc đó thì em nghĩ cũng là một cái động lực của tụi em phải cố gắng, tụi em phải liều lẫm với cái nghề này, tụi em không thể nào bỏ được. Và về sau thì anh Thắng cũng có họp lại với tụi em một lần nữa là thông báo là bạn lead vào nhóm. Thì lúc đó tụi em cảm thấy là tụi em phải cố gắng hơn. Và bây giờ mới có một cái buổi họp báo chỉnh chu ngày hôm nay ạ. Chỉ có một câu hỏi nữa là dành cho thành viên mới là Lít. Thì chị được biết là chị nghe nói là Lít từ ST319 chuyển sang Libby. Thì khi mà ở ST319 có phải là em cũng đã chuẩn bị vào một cái nhóm nhạc để mà ra mắt hay không? Và cái lý do nào mà khiến cho em quyết định là rời ST319 để mà gia nhập vào Libby? Em cảm ơn chị. Đúng là ở bên công ty cũ, công ty SM19 thì em có đang ở trong một cái dự án nhóm nhạc. Nhưng mà về cái lý do mà cái dự án này hủy thì em nghĩ là cái này chắc là để anh em đừng nói rõ hơn. Còn lý do mà em vào thì em nghĩ là em rất phải cảm ơn Lục Huy. Bởi vì là em nghĩ là cái cuộc gọi sao ta? Cái duyên của em đến với Libby giống như là kiểu là
gọi sao ta, có những cái sự tan vỡ đến với nhau á. Hai bạn thì cũng vừa mất thành viên, em thì là bị hủy dự án và em rất là, lúc đấy em rất là hoang mang. Thật ra em cũng rất giống Jory lúc đó, là em không biết là bây giờ mình nên tiếp tục làm cái gì, mình có nên về Hà Nội không hay là mình tiếp tục với cái đam mê này, bởi vì mình cũng dành khoảng 3-4 năm cho cái dự án làm nhóm nhạc rồi. Thì lúc đấy lại rất may mắn là được nói chuyện với Lục Huy. Lục Huy lại cũng động viên và Lục Huy cũng hỏi là thật sự là em thấy rất là tiếc cho chị, vậy nên là hai chị cứ gặp anh ông Cao Thắng đi, bởi vì Lippy cũng đang thiếu thành viên, cũng đang cần tìm thành viên. Thế là em cũng đồng ý gặp anh Thắng luôn. Và lúc mà nói chuyện với anh Thắng thì anh Thắng chỉ nói với em một câu thôi, anh bảo là em còn đam mê không, nếu mà còn đam mê thì em gạt bỏ tất cả cái suy nghĩ là thành công hay không, mọi thứ nó sẽ như nào, khó khăn lần thứ hai nó sẽ ra sao, mà em chỉ làm thôi. Thế là kiểu như kiểu em vừa tiếp thêm động lực á, thì em gặp tất cả mọi thứ, em nói với anh Thắng là bây giờ em sẽ quyết tâm làm và em gặp mọi người để em có thể sao tập luyện và chuẩn bị cái màn comeback ngày hôm nay. Cảm ơn câu hỏi của chị và cảm ơn phần chia sẻ của Liz và Yori, rất là đâm đầy tình cảm. Một MV để làm ra thì mình mất tầm khoảng gần 1 tháng thôi ha, để có thể dựng hậu kỳ quay. Nhưng mà để một nhóm nhạc ra đời thì Trinh nhớ là lần đầu tiên Trinh gặp các bạn khi mà còn thai nghén cái dự án này là cách đây 4-5 năm lần. Đã đông như ông Cao Thắng đã ráo riết làm rất nhiều những cái công tác chuẩn bị, từ cái việc mà học nói chuyện trước công chúng lúc đó cùng với Unify, hay là tập vũ đạo ráo riết trong nhiều tháng trời, thậm chí là nhiều năm trời để chuẩn bị đi bớt ra. Và mình có thể hiểu được cái nỗi trăn trở trống vắng khi mà cái con đường mình nghĩ là duy nhất nó có một chút xíu ngã rẽ, phải không Jerry?